đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Xu hướng nhận phim của Dương Tử sau trường tương tư, dễ dãi hơn hay tài nguyên yếu kém? Dương Tử vừa có những chia sẻ chân thật về xu hướng nhận kịch bản của mình trong thời gian tới. Mới đây, Dương Tử có cơ hội giải bày nỗi lòng mình sau hơn 10 năm theo đuổi sự nghiệp phim ảnh khi trả lời phỏng vấn với báo Tân Kinh. Trong cuộc trò chuyện, Dương Tử cũng tâm sự về xu hướng nhận kịch bản phim của cô trong tương lai. Theo đó, Dương Tử chia sẻ cô không có giới hạn hay yêu cầu gì về vai diễn sắp tới. Cô cho biết chỉ cần bộ phim có kịch bản hay, đoàn phim tốt, nhân vật hay thì cô sẽ nhận hết. Nữ hoàng rating nói thêm cô cũng muốn thử sức với dạng vai mình chưa từng diễn, không quan trọng bạn diễn là ai. Những dòng chia sẻ trên cho thấy sự kính nghiệp của Dương Tử khi cô luôn muốn thử sức với vai diễn mới và không yêu cầu điều gì về kịch bản. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cô nàng quá dễ dãi và thiếu lập trường. Thậm chí, nhiều người nhận xét Dương Tử đang dần thụt lùi so với các diễn viên cùng thời. Một số bình luận của khán giả, Dương Tử trả lời không có gì sai, nhưng nó rập khuôn quá. Ai cũng nói mình không có yêu cầu gì nhưng khi kịch bản tới thì lại chê này chê kia. Không yêu cầu gì về kịch bản nhưng phim phải hot và đóng cùng nam thần số 1 mới được chứ gì. Hóng vai diễn tiếp theo của Dương Tử, luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của cổ. Dương Tử là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Cô từng được bình chọn là một trong 4 tứ tiểu hoa đáng thế hệ 9X. Cô có trong tay bộ sưu tập phim ảnh đồ sộ, Hương Mật Tựa Khói Sương, Hoang Lạc Tụng, Cá Mực Hầm Mật. Bộ phim sắp tới của cô, Trường Tương Tư đóng cùng Đặng Vi, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ đang tạo được hiệu ứng rất tốt. Dương Tử được mệnh danh là diễn viên rất mát tay khi nhận kịch bản. Người hâm mộ rất mong chờ các dự án phim mới của cô. Cuộc đua phim ảnh được mong đợi nhất mùa hè năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu Dương Tử, Tiêu Chiến. Mùa hè năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức các bộ phim của ba đỉnh lưu của Cbiz là Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến. Ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến đang là ba đỉnh lưu lượng được chú ý nhiều nhất của Cbiz. Chính vì vậy, những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ba ngôi sao 9X này cũng khiến khán giả cực kỳ mong đợi. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ đối đầu trong mùa hè năm nay. Theo đó, cả ba bộ phim là Ngọc Quốc Giao, Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn, An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn và Trầm Vụng Hương Phai, Thành Nghị, Dương Tử đều sẽ được xếp lịch lên sóng trong mùa hè năm nay. Là những dự án phim cổ trang được đánh giá cao nên nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ gay cấn. Ngọc Quốc Giao đã được đóng máy từ tháng 8 năm ngoái và đang chờ được xếp lịch lên sóng. Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên trẻ là Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Có nội dung hay, dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tốt nên dự án phim Ngọc Quốc Giao luôn nằm trong top những bộ phim được mong đợi lên sóng nhất. Có cùng đề tài tiên hiệp lại thêm hai diễn viên lưu lượng đang rất nổi bật là Thành Nghị và Dương Tử. Trầm Vụng Hương Phai được cho là sẽ đối đầu trực diện với Ngọc Quốc Giao. Ngay từ khi tung trailer đầu tiên, bộ phim này đã khiến khán giả mê mẩn bởi kỹ xảo đẹp, tạo hình đầy tiên khí của dàn diễn viên. So với Ngọc Quốc Giao, Trầm Vụng Hương Phai cùng được mong đợi chẳng kém. So với hai dự án trên, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có phần lép vế hơn hẳn. Tuy nhiên, với lợi thế dàn diễn viên có video siêu đỉnh, bộ phim này cũng được kỳ vọng sẽ gây sốt màn ảnh nhỏ khi lên sóng vào mùa hè năm nay. Loạt ảnh hậu trường được tung ra cũng khiến khán giả phải bấn loạn vì chem city quá đỉnh của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba. Thông tin Ngọc Quốc Giao, Trầm Vụng Hương Phai và An Lạc Truyện sẽ đối đầu trong hè năm nay được tung ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Là ba đỉnh lưu lượng được quan tâm nhất hiện nay nên phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ còn bị đem ra so kè rất gắt gao. Thả Thí Thiên Hạ vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư bóc phốt gian lận. Triệu Lộ Tư tiếp tục gây ra tranh cãi khi đi giày độn quá cao trong Thả Thí Thiên Hạ. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, bộ phim có sự tham gia đóng chính của Dương Dương và Triệu Lộ Tư, Thả Thí Thiên Hạ, đã chính thức lên sóng. Chỉ mới chiếu những tập đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khán giả. Phim được đánh giá cao ở những cảnh đánh võ không quá giả và không bị lạm dụng hiệu ứng slow motion như nhiều phim cổ trang khác. Nội dung cũng được đầu tư khi mới ở những tập đầu mà tuyến tranh đấu đã rất gay cấn. Nhân vật Phong Lan Tức, Dương Dương thủ vai, được chú ý bởi tạo hình ấn tượng và diễn xuất tròn vai khiến người xem không thể ngừng dõi theo. Trong khi đó, nhân vật Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư lại nhận được phản ứng trái chiều từ dân mạng. Phần lớn người xem đã nhận định rằng diễn xuất lẫn vẻ ngoài của nữ diễn viên họ Triệu đều không phù hợp. Khuôn mặt bầu bĩnh không hợp với một nhân vật nữ cường.
cách trang điểm cũng làm Triệu Lộ Tư kém sắc. Diễn xuất của nữ diễn viên không quá tệ nhưng không thể làm toát lên thần thái của nhân vật, nhìn thế nào cũng ra hình ảnh một cô gái đỏng đảnh, không có nét gì gọi là nữ hiệp tiêu sái. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận khán giả tin rằng Thả Thí Thiên Hạ là một bước tiến bộ của Triệu Lộ Tư. Trong những tập đầu tiên, ngoại trừ một số phân đoạn nữ diễn viên hơi gượng thì còn lại đều tương đối ổn, đặc biệt là những cảnh đánh nhau, cử động dứt khoát của cô nàng tạo ra các màn đã mắt. Bên cạnh đó là tạo hình giả trai bị cho là có cũng như không, đang đóng giả thành một người đàn ông nhưng nữ diễn viên vẫn được kẻ mắt kỹ càng, môi tô son đỏ, đánh má hồng không khác gì so với tạo hình nữ. Trong những cảnh quay cận mặt, khán giả có thể nhìn rõ lớp trang điểm trên mặt cô nàng, không chỉ bị chê tạo hình giả trai. Mới đây, khán giả đã phát hiện ra một chi tiết khác lạ của Triệu Lộ Tư trong phim. Trong một cảnh quay, Triệu Lộ Tư đã để lộ ra đôi chân đang đi giày độn. Đáng chú ý là đôi giày này độn lên quá cao, sẽ gây bất tiện cho những cảnh quay hành động mà cô nàng phải thực hiện. Ngay sau khi đoạn phim lên sóng, khán giả đã tỏ ra thất vọng với Triệu Lộ Tư, thậm chí còn nghi ngờ cô nàng khai mang chiều cao thật. Trong Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư vào vai một nữ hiệp tài sắc vẹn toàn tên Bạch Phong Tịch. Nữ diễn viên sẽ phải thực hiện rất nhiều cảnh quay hành động nên việc đi giày độn quá cao chắc chắn sẽ khiến cho việc ghi hình trở nên bất tiện và không đem lại hiệu quả cao. Trước những hình ảnh trên, nhiều khán giả đã để lại bình luận thể hiện sự thất vọng đối với nữ diễn viên cũng như bày tỏ nghi ngờ về chiều cao thật của cô nàng. Có vẻ chiều cao vẫn luôn là hạn chế của cô này mà. Diễn nhạc thế này có khi cũng là do phải đi giày độn vướng víu nên không tập trung vào diễn được ấy chứ. Trong giày độn cao như thế kia mà Triệu Lộ Tư vẫn thấp hơn Dương Dương nhiều quá. Có khi nào chiều cao thật của Triệu Lộ Tư chỉ khoảng 1m50 không nhỉ? Diễn xuất của cô Triệu nhìn không ra chút nữ cường nào. Thêm phần tạo hình nữa thì chán hẳn. Mới tập 1 chưa nói lên được điều gì nhưng mà đủ để biết rằng không còn mong đợi gì vào hình tượng Bạch Phong Tịch nữa rồi. Đi giày độn cao như thế kia thì quay cảnh đánh đấm kiểu gì? Diễn nét thường thì bị chê đơ. Có mấy cảnh hành động cứu vớt lại mà cũng không toàn tâm toàn ý nữa thì phim này sẽ đi về đâu? Tôi nghi Triệu Lộ Tư khai mang chiều cao lắm. Đi giày độn cao đến mức đó chắc để không bị nhỏ bé quá khi đứng cạnh Dương Dương. Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ hiện đang được lên sóng vào lúc 19:00 các ngày từ thứ hai tới thứ tư hàng tuần trên nền tảng Tencent. Tiêu Chiến tự tin khoe mặt một đẹp hơn hoa, tiết lộ địa điểm hẹn hò sau giờ làm. Những hình ảnh mới nhất được Tiêu Chiến chia sẻ lên Weibo nhận được nhiều sự chú ý. Tiêu Chiến là một trong những nam diễn viên, ca sĩ được săn đón nhất Cbiz. Anh liên tục thống trị trên các nền tảng Douyin, TikTok, Weibo. Mới đây, Tiêu Chiến đăng tải chùm ảnh lên trang cá nhân Weibo với nội dung tan làm, kèm theo một biểu tượng vầng trăng khuyết. Điều khiến khán giả thích thú là nam thần vạn người mê Tiêu Chiến không ngại đăng tải hình ảnh mặc một trong veo. Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước làn da đẹp không tì vết của Tiêu Chiến. Một số ý kiến của khán giả: tan làm về muộn vậy mà vẫn online tặng quà cho bọn em. Anh Chiến vất vả rồi, anh chăm để mặc một thật. Men quá, trẻ quá, xin bí quyết chăm sóc da của Tiêu Chiến. Thức khuya nhiều mà da vẫn đẹp, mắt không gấu trúc, đêm qua ngắm anh yêu xong mới đi ngủ được. Qua các hình ảnh trên, nhiều người nhận ra gương mặt của Tiêu Chiến có vẻ nhỏ lại so với những lần xuất hiện trước. Có vẻ anh đã giảm cân để chuẩn bị cho dự án mới. Tiêu Chiến được mệnh danh là nam thần chiều fan hết mực. Mặc dù lịch trình bận rộn nhưng vẫn không quên quan tâm đến fan từ những việc nhỏ nhất như nhắc mọi người đi ngủ sớm hay tự chụp ảnh dìm để tạo niềm vui cho fan. Trong bài viết chủ đề tan làm của mình, Tiêu Chiến còn đính kèm những hình ảnh thiên nhiên với nhiều cây xanh vây quanh. Khán giả dự đoán đây có thể là không gian nam thần chọn để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng anh đang muốn thả hình một dự án nào đó về phim ảnh hoặc giải trí. Thời gian này, có nhiều tin đồn cho rằng Tiêu Chiến sẽ góp mặt trong nhiều dự án phim mới đóng cùng dàn cast tên tuổi Bạch Lộc, Tống Tổ Nhi, Mao Hiểu Đồng. Nhưng đến nay, phía Tiêu Chiến vẫn chưa xác nhận tham gia trong bất kỳ dự án nào. Bộ phim gần đây của Tiêu Chiến là Dư Sinh đóng cùng Dương Tử không nhận được nhiều thành công khi vừa ra mắt đã vấp phải tranh cãi không đáng có. Khán giả dành nhiều lời chúc đến Tiêu Chiến, mong rằng nam diễn viên luôn khỏe mạnh, yêu đời và các dự án trong tương lai đều thành công mỹ mãn.